Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Tối nay thứ Sáu ngày 2 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Than Cao Sơn nỗ lực duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Kết thúc ngày thi thứ 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, các thí sinh dự thi hệ không chuyên hoàn thành 3 môn thi chung, hơn 1.000 thí sinh dự thi hệ chuyên tiếp tục làm bài thi các môn chuyên tương ứng. Miền Bắc đối diện nguy cơ mất điện diện rộng do nắng nóng gay gắt kéo dài. Nhiều tỉnh thành trong đó có Quảng Ninh bị gián đoạn cung cấp điện. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về nội dung sửa đổi quy chế làm việc số 02 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025, quy định số 288 ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy chế làm việc số 03 ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị. Liên quan đến nội dung sửa đổi quy chế làm việc số 02 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc sửa đổi các quy chế phải đảm bảo phù hợp với điều lệ Đảng, pháp luật và các quy định của Trung ương, đồng thời thực hiện được chủ trương chung là tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường công tác giải trình, kiểm tra giám sát, qua đó phát huy được tinh thần năng động sáng tạo của các cơ quan đơn vị, địa phương cũng như từng cá nhân người đứng đầu, phục vụ tốt nhất cho quá trình phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh cũng như các địa phương. Về nội dung sửa đổi quy định số 288 ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi là phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Liên quan đến nội dung kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng thời nghiên cứu cách thức tổ chức của Trung ương và các địa phương trong cả nước để hoàn thiện kế hoạch. Trong đó lưu ý chuẩn bị tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm dân chủ khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, đồng thời góp phần đánh giá được năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ. Cũng trong ngày hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng khác. Sáng nay, đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác tổ chức lực lượng huấn luyện, hoạt động bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân thường trực tại tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Cao Tường Huy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức lực lượng dân quân tự vệ chặt chẽ, chú trọng việc củng cố kiện toàn lực lượng này, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, tỷ lệ hợp lý, góp phần quan trọng cùng lực lượng vũ trang tỉnh nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao. Hiện nay, dân quân tự vệ của tỉnh Quảng Ninh chiếm 1,76% so với dân số, trong đó đảng viên chiếm 23,4% trong tổng số dân quân tự vệ của toàn tỉnh. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân thường trực tại tỉnh Quảng Ninh. Yêu cầu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu nắm chắc chỉ thị, hướng dẫn của trên về việc xây dựng mô hình điểm chốt chiến đấu dân quân thường trực trên biên giới đất liền, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các chốt, hoàn thành các hạng mục công trình, ổn định tổ chức biên chế, vũ khí trang bị, đưa vào thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, lãnh đạo hoàn thành tốt công tác quân sự quốc phòng nói chung, xây dựng lực lượng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ nói riêng.
Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hạ Long khóa 2 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hạ Long khóa 2 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Văn Diện do được điều động đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng đã giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hạ Long khóa 2 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy với số phiếu bầu đạt 100%. Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 3 nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, phê duyệt điều chỉnh bổ sung lần 6 kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hạ Long, phân bổ điều chỉnh đợt 4 kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chiều nay tại thành phố Hạ Long, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo công tác quản lý trong hoạt động phát thanh truyền hình. Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm chủ trì, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đến dự. Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định thành tựu của Quảng Ninh trong những năm qua có đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí truyền thông. Trong đó, mô hình trung tâm truyền thông tỉnh mà Quảng Ninh tiên phong thực hiện đang phát huy hiệu quả tích cực trong đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động phù hợp với quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Các tham luận tại hội thảo tập trung phân tích tổng quan công tác quản lý và hoạt động phát thanh truyền hình tại các địa phương, xu thế khán thính giả theo dõi các loại hình truyền thông, sự chuyển dịch quảng cáo trong bối cảnh chuyển đổi số và bùng nổ mạng xã hội. Đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá, cơ chế đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại các đài phát thanh truyền hình trên cả nước hiện nay. Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm khẳng định những ý kiến tham luận trao đổi tại hội thảo phản ánh những vấn đề từ thực tiễn hoạt động của các đài phát thanh truyền hình, kênh truyền hình trong cả nước. Bộ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu báo cáo các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động phát thanh truyền hình trong thời gian tới. Do đang phải chờ để xin giấy phép khai thác nên sản xuất của công ty cổ phần Than Cao Sơn phải thu hẹp. Hiện nay ngoài việc bám sát các bộ ngành để sớm xin được giấy phép khai thác mỏ, Than Cao Sơn cũng đang nỗ lực duy trì ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Công ty cổ phần Than Cao Sơn có hai công trường khai thác gồm công trường Khe Chàm 2 và công trường Cao Sơn. Do công trường Cao Sơn đã gần hết sản lượng than nguyên khai được cấp phép và đang phải chờ xin giấy phép khai thác mới, nên để duy trì ổn định việc làm cho người lao động, ngay từ đầu tháng 4 vừa qua, công ty đã điều chuyển phần lớn nhân lực, phương tiện sang sản xuất tại khai trường Khe Chàm 2. Luôn động viên khích lệ anh em, toàn thể anh em trong công trường hưởng ứng tất cả các phong trào thi đua của công ty, đặc biệt là tạo điều kiện công an việc làm tốt nhất cho anh em về ổn định công việc và thứ hai là thu nhập. Tại khai trường Khe Chàm 2, công nhân cán bộ đều đang ra sức thi đua lao động sản xuất, đặc biệt đã hoàn thành kế hoạch hạ mong theo đúng kế hoạch, triển khai vận hành hiệu quả thiết bị, bố trí nhân lực phù hợp, đảm bảo an toàn và năng suất lao động. Kết thúc 5 tháng, công ty cổ phần Than Cao Sơn đã sản xuất trên 1,5 triệu tấn than, đạt 34% kế hoạch năm, thu nhập bình quân người lao động trên 11,2 triệu đồng một người một tháng, đạt 101% kế hoạch năm. Đáp lại sự quan tâm của lãnh đạo công ty, đối với công nhân chúng tôi, trong mỗi ca sản xuất phải luôn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Và mỗi cá nhân công nhân chúng tôi cũng ý thức rằng trong những ca sản xuất là phải tăng năng suất thiết bị để đảm bảo sản lượng thu nhập cho người lao động. Dự kiến đến khoảng 20 tháng 6 tới, công trường Cao Sơn sẽ khai thác hết phần sản lượng được cấp phép. Bên cạnh đó, đến 26 tháng 6, khai trường Khe Chàm 2 cũng sẽ hết thời hạn khai thác. Trước yêu cầu cấp bách về việc duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho hơn 3.400 công nhân cán bộ, đảm bảo sản lượng than khai thác của tập đoàn TKV trong năm 2023, hiện nay công ty cổ phần Than Cao Sơn đã xây dựng tiến độ và chủ động cử cán bộ chuyên môn bám sát các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Tài nguyên Môi trường, để gấp rút hoàn thành hồ sơ cấp giấy phép khai thác dự án cải tạo nâng cấp nâng công suất mỏ than Cao Sơn, phấn đấu trước 26 tháng 6 năm 2023 sẽ hoàn thành việc xin giấy phép khai thác.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, nghe các báo cáo tờ trình và thảo luận tại hội trường nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên làm việc buổi sáng, với tỷ lệ 90,28% các đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật viễn thông sửa đổi, thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân. Đa số ý kiến đại biểu thống nhất với dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị báo cáo làm rõ thêm về đánh giá tác động của việc tăng độ tuổi phục vụ trong Công an Nhân dân và hạ sĩ quan Công an Nhân dân, cân nhắc nội dung trường hợp đặc biệt được kéo dài hơn 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật căn cước công dân sửa đổi, thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành dự án luật này, đồng thời cũng đưa ra một số kiến nghị cần làm rõ các quy định về thời hạn thị thực, thời hạn cấp giấy chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, đánh giá tác động về công tác bảo đảm an ninh trật tự khi mở rộng diện cấp thị thực điện tử và tăng thời gian tạm trú đối với người nước ngoài nhập cảnh. Ngày 5 tháng 6, Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc, nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận tại tổ về một số nội dung quan trọng. Sáng nay, hơn 15.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 hoàn thành bài thi môn toán. Đây là môn thi cuối cùng đối với các thí sinh dự tuyển hệ không chuyên. Kỷ cương trường thi được tăng cường, kỷ luật phòng thi tiếp tục được duy trì nghiêm tại tất cả các hội đồng coi thi, đảm bảo an ninh an toàn cho công tác tổ chức thi và công bằng cho tất cả các thí sinh tham gia dự thi. Đề thi chung môn toán cho cả hệ chuyên và không chuyên có thời gian làm bài 120 phút. Theo các thí sinh, đề thi bao gồm các dạng bài quen thuộc trong chương trình lớp 9, mức độ kiến thức khoảng 70% nhận biết, thông hiểu, 30% vận dụng cao để phân loại thí sinh. Đề toán năm nay là có 5 câu và mức độ của đề thì cũng khá là dễ, là vừa tầm với bọn em ạ. Và có những câu phân biệt học sinh khá và giỏi nữa. Đề năm nay em cảm thấy em làm khá là tốt ạ. Môn toán bình thường không phải thế mạnh của em, nhưng mà với đề toán năm nay thì em nghĩ em sẽ được 8,75 nếu không bị trừ điểm trình bày và các điểm phụ khác. Môn toán năm nay đề cũng bình thường. Em làm được tầm khoảng hơn 50% ạ. Nói chung là độ khả năng của em chắc là kiểu gì cũng đỗ ạ. Toán là môn thi cuối cùng đối với thí sinh dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 hệ không chuyên. Theo nhận định của nhiều thí sinh giáo viên, các đề thi môn chung năm nay vừa sức với học sinh, nhưng độ phân hóa rõ ràng. Dự báo điểm chuẩn vào các trường công lập có cấp trung học phổ thông tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển sẽ tăng hơn so với năm học trước. Ba môn thi chủng em làm khá tốt ạ. Mục tiêu của em là được thủ khoa tin nên em sẽ rất cố gắng. Theo quan điểm của em thì em nghĩ là đề thi năm nay vừa sức và không quá khó so với các năm, thì mà bằng chung thì em nghĩ là các bạn sẽ làm được. Và em nghĩ là điểm sàn năm nay, điểm chuẩn năm nay của trường Trần Phú thì sẽ cao hơn năm ngoái. Đề năm nay thì nó cũng không khó, nó cũng ở dạng đại trà mà nhiều bạn có thể làm được, tầm khá cứng là có thể làm được. Và nếu như mà như thế thì có thể là số điểm tổng nó sẽ tăng lên. Trong 3 buổi thi môn chung, toàn tỉnh có 121 thí sinh vắng thi môn ngữ văn, 122 thí sinh vắng thi môn ngoại ngữ, 128 thí sinh vắng thi môn toán. Có 3 thí sinh vi phạm quy chế do mang tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi ở các hội đồng coi thi Trung học phổ thông Vũ Văn Hiếu và Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Hạ Long. Công tác đảm bảo an ninh an toàn cho kỳ thi được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy chế, không có sự cố bất thường xảy ra. Các cái lực lượng được phân công cái nhiệm vụ tại cái hội đồng coi thi thì đã có một cái sự phối kết hợp hết sức là chặt chẽ, đảm bảo là cái công việc nó diễn ra một cách thông suốt, an toàn, và đặc biệt là cái khâu là quy chế được thực hiện một cách là nghiêm túc.
Sau 3 môn thi chung với các thí sinh dự thi hệ không chuyên, trong chiều nay và sáng mai, hơn 1.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long tiếp tục làm bài thi các môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký xét tuyển. Chiều nay, các thí sinh dự thi hệ chuyên đã thi một trong các môn chuyên sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh. Thời gian làm bài 150 phút. Các đề thi chuyên chủ yếu ở mức độ vận dụng và vận dụng cao, phát huy khả năng sáng tạo và năng khiếu của học sinh. Năm nay em thi chuyên địa và em nhận xét là đề nó không quá dài nhưng mà nó có nhiều phần mở rộng. Với lại là em nghĩ là mình sẽ làm được trên trung bình. Môn chuyên rất là khó nhưng mà em tự tin với kiến thức của mình nên là em làm bài rất là được. Và em cũng tự tin là mình sẽ có khả năng đỗ được vào trường nghệ. Đề thi sửa hôm nay nó hơi lạ là nó lần đầu tiên nó có lịch sử địa phương, là có cái di tích lịch sử đặc biệt của Quảng Ninh. Mà vẫn may em vẫn làm được. Còn bài làm của em thì em vẫn làm khá là tốt bởi vì em làm được 4 tờ. Nên em nghĩ là điểm của em sẽ dao động trên trung bình. Theo thống kê, lớp chuyên tiếng Anh tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu về số lượng thí sinh đăng ký dự thi. Các lớp chuyên còn lại cũng có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao hơn từ 2 đến 5 lần chỉ tiêu tuyển sinh, khẳng định sức hút của ngôi trường đi đầu về chất lượng giáo dục mũi nhọn, cái nôi đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cho tỉnh. Năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long tuyển sinh 11 lớp chuyên, trong đó có 2 lớp chuyên tiếng Anh, tăng 1 lớp chuyên tiếng Anh so với năm học trước. Mỗi lớp chuyên không quá 35 học sinh. Ngoài ra, giảm số lượng lớp không chuyên từ 3 lớp xuống 2 lớp, mỗi lớp không quá 40 học sinh. Từng bước thực hiện lộ trình dừng tuyển sinh lớp không chuyên từ năm học sau. Sáng mai, các thí sinh dự thi một trong các môn chuyên cuối cùng là toán, tin học, vật lý, hóa học, ngữ văn hoặc tiếng Trung Quốc. Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 6, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ công bố kết quả thi. Ngày 22 tháng 6, thông báo kết quả phúc khảo và điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập, tuyển sinh bằng phương thức thi tuyển. Đồng hành hỗ trợ thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng đoàn viên thanh niên với chương trình tiếp sức mùa thi thiết thực đã góp phần tạo tinh thần thoải mái cho các em tự tin bước vào phòng thi. Hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Tiên Yên, ngay từ rất sớm, đoàn thanh niên huyện đã bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn các thí sinh quy định thi, trông giữ đồ và cấp phát nước uống, đồ dùng học tập miễn phí. Nhiều thí sinh ở xa được tư vấn nhà trọ, nhà nghỉ, hỗ trợ xe ôm miễn phí, đảm bảo an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi. Em cũng khá tâm lý nhưng mà có anh chị ở đây em cũng bớt đi được phần nào. Em thấy các anh chị tình nguyện viên rất là nhiệt tình và chu đáo, không những giúp bọn em tìm nhà trọ mà còn động viên tinh thần bọn em để thi bước vào kỳ thi đạt kết quả cao. Ngay từ tháng 5 thì chúng tôi đã thành lập đội hình tiếp sức mùa thi với 50 thành viên, trong đó thì bao gồm các em là sinh viên của các trường đại học đã nghỉ về địa bàn và là các em đoàn viên thanh niên của các đoàn trường và khu dân cư, và chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ trực tại các cổng trường, tại các điểm thi, mong muốn là tiếp thêm một cái phần động lực rất là lớn cho các em để các em có thể bình tĩnh, tự tin để bước vào vòng thi và đạt được kết quả tốt nhất ạ. Tiếp sức mùa thi là một trong những hoạt động thiết thực được tỉnh đoàn duy trì trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm. Năm nay, trên toàn tỉnh có 33 đội tiếp sức mùa thi với gần 1.000 đoàn viên thanh niên học sinh tình nguyện hỗ trợ cho các thí sinh. Đối với trước kỳ thi, tôi tổ chức cái hoạt động liên quan đến tư vấn về tâm lý, sức khỏe cũng như là về cái kiến thức cho các em. Trong kỳ thi là tổ chức các cái đội hình thanh niên tình nguyện để mà hỗ trợ các bạn. Và sau kỳ thi sẽ là cái hoạt động mà tư vấn tìm học bổng, hỗ trợ học bổng cũng như là cái hoạt động mà tiếp sức đến trường. Và hy vọng rằng là với cái hoạt động hỗ trợ của tổ chức đoàn thanh niên thì các bạn thí sinh sẽ tự tin, bình tĩnh và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ thi cử của năm nay. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với các em học sinh. Sự đồng hành của lực lượng tình nguyện viên mang màu áo xanh đã tiếp thêm động lực để các em tự tin tham gia kỳ thi. Những ngày qua, nắng nóng gay gắt trên diện rộng khiến cho sản lượng điện tiêu thụ của 27 tỉnh thành phía Bắc tăng cao. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc cung cấp điện bị gián đoạn tại một số tỉnh thành, trong đó có Quảng Ninh. Dù đang trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nhưng nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hạ Long lại rơi vào tình trạng mất điện luân phiên. Điều này đã làm đảo lộn sinh hoạt hàng ngày và gây bức xúc trong nhân dân. Cắt điện thì cắt tầm tối như thế, trẻ con phải đi sơ tán 5 chỗ này, còn không có chỗ sơ tán cũng mất điện. Nhưng mà ở cái khu này mất rất là nhiều lần đấy. Khu vực chúng tôi là mất điện từ đến 23 giờ 55 phút thì mới có. Thì cũng ảnh hưởng đến các cháu không ôn thi được. Và cứ phải ra đường ngồi thôi.
Việc gián đoạn cung cấp điện đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Vật vã chống chọi với cái nóng, nhiều người tìm đến các địa điểm công cộng hay trung tâm thương mại. À, nhà tôi mất điện từ lúc 3 giờ chiều. Bạn ấy thì bé quá nên là mất điện cái tôi cho bạn ra đây luôn. Mong sao những ngày tới đừng mất điện chứ không như này thì khổ. Các bạn nhỏ quá. Theo phản ánh của Công ty Điện lực Quảng Ninh, việc cắt điện luân phiên là giải pháp bắt buộc nhằm đảm bảo an toàn lưới điện theo chỉ đạo của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Bắc. Cũng theo thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Ninh, hiện các hồ thủy điện miền Bắc đang thiếu nước nghiêm trọng. Một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống bị suy giảm công suất, gặp sự cố do vận hành cao liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, gây ra tình trạng thiếu công suất điện. Đặc biệt trong những ngày vừa qua, toàn miền Bắc thiếu công suất trên 2.000 MW. Các công ty trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phải điều tiết giảm công suất khẩn cấp theo lệnh của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Bắc, dẫn đến nhiều tỉnh thành buộc phải gián đoạn cung cấp điện. Trong đó, đối với Quảng Ninh, công suất giảm khẩn cấp là 158,7 MW. Vì vậy, trong ngày hôm qua, mùng 1 tháng 6, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã phải cắt giảm khẩn cấp luân phiên với 78 trên 128 đường dây trung áp cấp điện trên địa bàn tỉnh từ Đông Triều đến Đầm Hà. Tuy nhiên, công ty vẫn cố gắng đảm bảo ưu tiên cấp điện đối với các địa điểm có hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Ngay cả ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 6, thì A1 đã lệnh cho công ty Quảng Ninh là tiếp tục là điều tiết giảm công suất lên 180 MW. Và các ngày tiếp theo thì dự báo là với thời tiết nắng nóng và cùng với một số nhà máy chưa khôi phục được thì việc điều tiết giảm thì vẫn còn xảy ra. Thì chúng tôi rất là mong trước hết là nhận được sự thông cảm chia sẻ của các cấp lãnh đạo của tỉnh Quảng Ninh, của các doanh nghiệp, của các người dân. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là tất cả các người dân, khách hàng sử dụng điện cùng chung tay tiết kiệm điện và tiết kiệm điện như một thói quen. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng này sẽ tiếp tục kéo dài trong 4 đến 5 ngày tiếp theo và diễn ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ trong ngày phổ biến ở mức 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện miền Bắc tăng rất cao do nắng nóng gay gắt kéo dài, gây khó khăn cho việc cung ứng điện. Dự kiến các ngày tiếp theo, nguồn điện hệ thống vẫn còn rất khó khăn và các địa phương khu vực miền Bắc có thể vẫn phải tiết giảm. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, rất cần sự chung tay thay đổi ý thức sử dụng điện của khách hàng, trong đó có các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và mỗi người dân. Mỗi chúng ta hãy tiết kiệm điện bằng cách tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 11 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút và từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện, đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư. Sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ đặt ở mức 26 đến 27 độ trở lên. Và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn vì sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện, từ đó gây nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy automat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Khách hàng sử dụng điện nên cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trên điện thoại di động để có thể theo dõi lượng điện sử dụng hàng ngày, chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để tiết kiệm điện. Tăng cường liên kết trong du lịch là một trong nhiều giải pháp hiệu quả để du lịch Quảng Ninh nhanh chóng khôi phục và phát triển bền vững. Bên cạnh liên kết vùng, liên kết khu vực, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh cũng tăng cường kết nối thông qua các liên minh dịch vụ để gia tăng sức mạnh, thúc đẩy thu hút mạnh mẽ du khách. Quảng Ninh Group Tour, liên minh lữ hành Quảng Ninh vừa được ra mắt. Liên minh có sự tham gia của Viettravel chi nhánh Quảng Ninh, Hòn Gai Tour chi nhánh Quảng Ninh, VTT Travel và Asia Travel. Đây đều là các hãng lữ hành uy tín nhiều năm kinh nghiệm hoạt động ở cả hai mảng lữ hành nội địa và quốc tế. Các công ty du lịch liên kết cùng nhau thành một đội, một nhóm để làm sao tập hợp được khách đi từ Hạ Long, đi từ Quảng Ninh, đi các nơi khác, cũng như là có thể là các nơi khác về Quảng Ninh sử dụng được cái dịch vụ của Quảng Ninh một cách tốt nhất. Mọi cái mặt bằng về dịch vụ là chúng tôi sẽ đảm bảo ở một cái tiêu chuẩn chung và cái giá cả cũng như thế đảm bảo cái giá tốt hơn cho khách hàng.
Với các tiêu chí hoạt động thống nhất, Quảng Ninh Group Tour giúp các đơn vị lữ hành tận dụng cơ hội hợp tác, trao đổi, gia tăng lượng khách, giảm bớt rủi ro chi phí cho việc tổ chức tour khách lẻ khởi hành từ Quảng Ninh, từ đó cùng nhau thúc đẩy du lịch phát triển. Với cách làm này, không chỉ đảm bảo môi trường kinh doanh du lịch văn minh, lành mạnh mà còn bảo vệ được quyền lợi của du khách trước các chiêu trò lừa đảo mua bán tour du lịch ngày càng phổ biến hiện nay. Khẳng định rằng là group tour này mà hoạt động thì chắc chắn là cái quyền lợi của du khách sẽ được đảm bảo. Bởi vì là chúng ta hoạt động có tập thể và chống được những cái việc mà hoạt động nó mang một tính chất là cạnh tranh thiếu lành mạnh. Từ kinh nghiệm tổ chức Quảng Ninh Group Tour của Chi hội Lữ hành, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh hướng tới hình thành các liên minh trong chuỗi cung ứng dịch vụ, tăng cường liên kết xây dựng sản phẩm du lịch đủ sức cạnh tranh, khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Ninh an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Trên chặng đường hơn 20 năm hình thành và phát triển, lực lượng kiểm dịch viên y tế quốc tế Quảng Ninh luôn không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thực thi nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất, quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm lan truyền qua các cửa khẩu, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phục hồi mạnh mẽ sau hơn 3 năm đại dịch COVID-19, những ngày này, hoạt động tại các cửa khẩu trên địa bàn toàn tỉnh đã sôi động trở lại. Để giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, ngăn chặn các dịch bệnh mới nổi tái nổi, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế vẫn đang chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ nơi tuyến đầu, ngăn chặn dịch bệnh và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Rất hỗ trợ doanh nghiệp, rất là tối đa và rất là tạo điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp nhanh chóng để làm thủ tục. Với vị trí đặc biệt, Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm, tuyến đầu của khu vực Đông Bắc, với 8 cửa khẩu, cả trên bộ, trên biển và có cả cảng hàng không. Giao thương sôi động, du lịch phát triển, Quảng Ninh cũng phải đối mặt với nguy cơ cao các dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn. Được chính thức thành lập vào năm 2003, trong suốt 20 năm qua, nhất là giai đoạn 3 năm dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã luôn nỗ lực, vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần thái độ cao nhất, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thấy được cái vai trò quan trọng của mình trong cái việc là ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu. Vì thế nên là trên tinh thần là không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, thì chúng tôi luôn luôn là cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. COVID-19 qua đi, thế giới lại phải đối mặt với nhiều dịch bệnh mới nổi và tái nổi, với những diễn biến hết sức khó lường và phức tạp. Trên tuyến đầu, những kiểm dịch viên y tế quốc tế vẫn đang lặng thầm ra sức ngăn chặn bệnh dịch. Thì để tiếp tục phát huy những cái thành quả đạt được trong 20 năm và chúng tôi tiếp tục đầu tư nâng cao cái trình độ về năng lực, đặc biệt là công tác về tập huấn chuyên môn, đào tạo và tập huấn thường xuyên liên tục. Thì định hướng của tỉnh cũng như là của ngành trong thời gian tới cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế sẽ có thêm cái sự đầu tư quan tâm về nguồn nhân lực, về mô hình tổ chức và về cơ sở hạ tầng. Là mảnh ghép không thể thiếu của hệ thống y tế Quảng Ninh, những kiểm dịch viên y tế quốc tế của tỉnh vẫn đang nỗ lực góp sức vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.